Linh Nghĩa ET xin kính chào các bạn. Hôm nay Linh Nghĩa ET xin giới thiệu với các bạn con IC nguồn MIP9E02. Đấy, các bạn có thể thấy. Thì đây là con IC mới. Mới, hoàn toàn là hàng chính hãng 100%, các bạn có thể yên tâm. Thì tất cả các sản phẩm bên Linh Nghĩa ET thì được test rất kỹ trên các bo mạch. Và tất cả các sản phẩm thì được bảo hành, cho nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng. Để đặt hàng các bạn gọi điện thoại trực tiếp hoặc là đặt hàng online. Link đặt hàng và số điện thoại thì được gắn ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở đấy. Ngoài ra thì Linh Kiện ET còn cung cấp các linh kiện điện tử khác, các dụng cụ giúp cho các thợ sửa chữa điện tử điện lạnh. Thì các bạn cũng có thể truy cập vào website linhkiệnst.com để tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.